chúng sinh trên bước đường giác ngộ giải thoát, và đồng thời cũng thành tâm cầu nguyện chính mười phương tam bảo luôn chứng minh gia hộ cho thượng tọa đồng thành cùng môn đồ pháp quyến luôn được pháp thể vinh an, chúng sinh dị độ mọi phật sự đều được duy thành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Tâm Độ Nghiệp Lan Truyền Giáo Truyền Giới Tại Tổ Sư Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Viện Chủ Chùa Thiền Sơn. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Phó Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Hiệu Phó Trường Trung cấp Phật Học tỉnh Gia Lai. Kính bạch chân chư tu thiền đức trong ban trị sự, ban giám hiệu trường trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai. Hôm nay trong đạo tình thiêng liêng cao cả, quý ngài từ miền cao nguyên được hay tin hòa thượng bổn sư của chúng con đã thuận theo lễ vô thường về đến cõi tỉnh An Dương. Quý ngài chú tâm và chỉ đạo về đây để âm dân đến âm hương nhân gia đình hòa thượng bổn sư của chúng con. Dầu rằng quý ngài rất bận rộn nhiều phật sự, không gian xa cách, nhưng tâm lòng thì vượt qua mọi muôn trùng khoảng cách để tạo nên năng lượng thành kính tôn nghiêm, và môn đồ pháp quyến của chúng con cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy có nhiều sự năng lượng viện trợ hơn trong giây phút này. Sự hiện hữu của Hòa Thượng cùng chư tôn thiền đức ở tại trú xứ chùa Thiên An trong lễ ban này đã nói lên được tất cả tình thương và hạnh nguyện của vị này trên con đường phụng sự chánh pháp, yểm trợ cho các phật sự cũng như cho các sinh hoạt ở trong các địa nguyện. Hôm nay môn đồ pháp quyến của chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, quý ni trưởng, quý sư, chư tôn đức tăng ni, ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, trường trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai cùng chư tôn thiền đức chú trì các chú sứ tự viện ở tại tỉnh Gia Lai. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân quý ngài, ngưỡng nguyện quý ngài luôn luôn là những bậc vô phạm tỏa sáng năng lượng từ ái của Phật Đà, lan tỏa năng lượng yêu thương để cho chánh pháp được đường đầu chúng sanh được an lạc. Nam mô Hoa Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Đại Chúng. Chúng con cùng kính chân thành cúng dường đơn phương chủ nguyện. Giới
nhà thờ Điện Tiên Quang. Nam mô tâm tin tưởng hàng ngày tâm thức lành để tất cả chúng ta
tướng, con cũng thấy Nam mô